thêm một lần nữa. Giờ anh sẽ không níu tay em lại để yêu thương ấy dần dần phôi phai. Chúc em ngày mai hạnh phúc bên ai, đừng giống như anh với em hiện tại. Cuối tuần rồi quẩy đi mọi người. Hiện tại Ken Audio đang hát trên con Micro C7, con này đang hot bây giờ bởi vì cái tính tiện dụng nhỏ gọn của nó chỉ cần một cái mic và ba cái dây kết nối như thế này thôi là mình có thể hát livestream và thu âm không cần thêm sao cả hay bất kỳ cái gì nữa. Một nụ hôn cuối rồi tạm biệt nhau, ngày mai mình sẽ mất nhau thật rồi. Mọi người mỗi nơi tìm hạnh phúc mới, để không ai phải phiền lụy đến ai. Dù cho ngày mai nỗi đau còn dài và yêu thương ấy sẽ không tồn tại, ai cũng sẽ phải hướng đến tương lai để kiếm cho mình một người kề vai. Nếu như ngày xưa chúng ta không vội vàng yêu nhau để rồi bây giờ lìa tan, thì chắc có lẽ sẽ không đau khổ yêu thương buồn bơ thêm một lần nữa. Giờ anh sẽ không níu tay em lại để yêu thương ấy dần dần phôi phai. Chúc em ngày mai hạnh phúc bên ai, đừng giống như anh. Mình đang hát trên con Micro C7 ha, chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời. Những bạn nữ nào mà không biết lắp ráp nhiều á thì mua con này về không cần phải lắp ráp gì nhiều hết, chỉ cần ba sợi dây kết nối như thế này thôi là có thể thu âm clip trên Bigo Facebook. Tìm hạnh phúc mới để không ai phải phiền lụy đến ai. Dù cho ngày mai nỗi đau còn dài và yêu thương ấy sẽ không tồn tại, ai cũng sẽ phải hướng đến tương lai để kiếm cho mình một người kề vai. Nếu như ngày xưa chúng ta không vội vàng yêu nhau để rồi bây giờ lìa tan, chắc có lẽ sẽ không đau khổ yêu thương buồn bơ thêm một lần nữa. Giờ anh sẽ không níu tay em lại để yêu thương ấy dần dần phôi phai. Chúc em ngày mai hạnh phúc bên ai, đừng giống như anh với em hiện tại. Rồi, xin chào các bạn. Bạn nào có nhu cầu mua micro thu âm mic livestream Bigo Facebook thì liên hệ với Ken Audio số điện thoại 0932075612. Cảm ơn các bạn.